Dù mình là Sơ Đủ và ngày hôm nay mình sẽ dùng trí tuệ thông minh nhân tạo AI để biến tất cả những cái tấm hình thumbnail vô cùng đẹp của mình. Không phải chỉ đơn giản là lấy một cái mặt của mình há hốc mồm ngạc nhiên để sang bên trái, đưa một mũi tên đỏ chỉ vào một cái hình gì đó ở giữa cái thumbnail là xong. Rất là đầu tư công sức nha. Mình sẽ biến đổi tất cả này trở thành những cái đoạn video. Đấy. Thì mình đã có một cái kho tàng khối lượng hình ảnh, nó lên đến thế nào? Hơn 1,4 nghìn tấm ảnh ở đây. Thì đầu tiên mình sử dụng công cụ có tên gọi là Luma AI Dream Machine. Cách sử dụng cái công cụ này rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đưa một tấm hình bằng cách là bấm vào cái nút này này đó. Lấy tấm hình ở trên máy tính rồi để vào. Ví dụ như là mình để hình cái thumbnail đây đó, mình để vào là nó sẽ hiện ra ngay lập tức ở trên này đó. Thì mình có thể để thêm một hình nữa vào đây để nó liên kết, nó chuyển từ hình này sang hình kia. Wow. Hoặc là mình có thể gõ thêm những cái mô tả vào đây. Đấy, để cho cái ứng dụng này nó sẽ tự biến đổi hình thumbnail của mình theo cái mô tả. Ở dưới này mình đã chuẩn bị sẵn là 4 cái thumbnail, cũng là 4 cái video cũng gọi là khá là gần đây của mình. Thì mình không hề để một cái mô tả nào hết, để cho cái AI này nó tự động nó làm theo ý của nó, để xem nó ra như nào nhá. Đầu tiên tức là cái ảnh thumbnail của cái video mình làm reaction về một cái bản tin của đài truyền hình về việc giới hạn thời gian chơi game của trẻ em. Oh, mất chữ VTV1 và bắt đầu. Oh, góc quay nó đổi kìa. Oh, nó 3D kìa. Nó vẽ, nó làm thêm cái piano của mình này. Đó, tại sao con mắt của mình nó có một chút chớp nháy này. Đó, mình cảm thấy rằng là AI nó cũng không làm được nhiều lắm nha. Cái bịt mắt Itachi này của mình này, nó cắt mất luôn thành hình tròn trên ghế luôn. Trời ơi. Thumbnail tiếp theo cũng là một cái thumbnail. Đây, cái thumbnail ở góc trên bên phải này đó. Cũng là mình làm reaction về bản tin của trên VTV về một cái trò chơi độc hại đang len lỏi vào học đường. Thì để xem ứng dụng này nó sẽ biến cái thumbnail này thành video như nào nha. Wow, cái tay của mình đang ở đây. Mà nó chém quá. Ê, nó tách ra khỏi cái hình thumbnail của cái video VTV luôn kìa. Nó che mặt mình như kiểu ra muốn mình tát vào mặt của những cái ai không có suy nghĩ gì về gọi là những cái bộ trò chơi hay là những cái thứ mà phù hợp cho trẻ nhỏ ấy, là mình phải tát mặt những người đó. Kiểu mình không nghĩ được rằng á là nó có thể tạo được cái cảnh cái tay của mình như vậy luôn á. Uầy, tay đưa sang hay vãi chưởng ạ. Tiếp đến là một video, đó chính là video mình làm reaction hai anh quay phim bất tử ở kênh Life of Luxury. Hai anh này là tìm mua bạn gái ở trên dark web. À, để xem là thumbnail này có đến 4 cái mặt của 4 người xuất hiện. Để xem là cái chương trình này làm nhà nhá. Thật sự luôn. AI làm cái này của mình là nó zoom từ từ phóng to chữ miễn phí lên. Ủa vậy thôi hả? Trong khi là có 4 cái mặt kia mà không làm. Một mặt của mình thì làm được, 4 cái mặt thì zoom từ từ. Và tấm mình cuối cùng ở trong cái ứng dụng này mình làm. Em mà kể ra là mình cũng biết chọn hình phết. Mình đang quay video, mình làm reaction về những tấm hình thumbnail của mình được AI biến thành video. Và tấm hình thumbnail mình chọn là tấm hình thumbnail của video mình làm video reaction về những tấm hình tĩnh kinh dị được AI tạo thành video. Đâu, để xem là nhà nào. Ôi. Ôi, ôi. Cái con SpongeBob mà biểu quần vuông này nó cử động kìa. Nó từ từ. Cái này có vẻ như là giống như là cái anh diễn viên gì nhỉ? Anh diễn viên gì mà hồi xưa đóng phim Twilight á các bạn. Mặc bộ quần áo của thằng Patrick từ từ tiến tới, mắt còn trừng lên. Còn mình thì ra đây. Mặt đang ở sát cái hình ở cạnh thumbnail, nó đi vào giữa. Chuyển sang một ứng dụng AI khác mà mình thấy VIP Pro hơn cái vừa rồi. Đó chính là ứng dụng có tên gọi Hadilao AI. Như các bạn có thể thấy, mình đã đưa rất nhiều những cái thumbnail vào trong cái ứng dụng này, bao gồm cả những cái thumbnail vừa rồi mình đã làm. Thậm chí có cả những cái thumbnail như là mình làm video reaction về Skibidi Toilet, thumbnail về những người YouTuber nhiều đăng ký nhất bình luận kênh của mình. Rồi, video mình làm về mình AI, mình nói chuyện với AI rồi đó. Và cái này là Sprunky. Đấy, cái này là hơn 1,5 triệu view, chắc có khi các bạn từng xem rồi đấy. Hiện giờ cái thumbnail video mình reaction Sonic Tapes là mình nó đang trong quá trình AI làm dở 90% rồi. Thì mình sẽ đến với cái đầu tiên đi, ảnh gốc của chúng ta. Đó, để xem là cái Hadilao AI này nó sẽ biến cái thumbnail này như nào đây. Nó làm mình cử động được nha. Cái mồm mình như kiểu đang nói chuyện luôn. Uầy, hay vãi. Tỉnh nhờ. Thu cái ảnh về. Xong đầu nói về cái ảnh.
hay. Thumbnail tiếp theo đây, thumbnail là mua bạn gái ở trên dark web. Đâu rồi nào? Để xem bốn cái mặt này sẽ nhào đây. Cái chữ của mình á, hình như bọn AI nó dịch ra luôn kìa. Thấy không? Can really buy. Có thủ mua được á? Đúng là cái chữ của mình luôn. Anh trai nói chuyện mặt mình kiểu cô gái thì quay trái quay phải. Thumbnail tiếp theo là thumbnail về trò chơi độc hại len lỏi vào môi trường học đường. À, để xem nào. Anh vẫn trưởng kìa. Ôi, không những có một mà là hai nha. Thằng mình thì cầm cái hộp đấy trong thumbnail, bắt đầu nói về cái hộp. À, còn ở trong cái hình thumbnail của video gốc, người ta bóc cái gọi là cái bọc bài à, giống như cái bọc bài đúng không? Uầy, hay thế. Cái mặt của mình nha, tuy là nó chỉ mình đang chụp hình là đúng là ở cái góc như này đúng không? Đó. Mà kiểu nó tạo được cái tóc của mình với cả cái mặt má bên trái của mình. Đó, khi mình quay ra nó tạo được cái tai của mình kìa. Đỉnh chưa? Tiếp theo sẽ là thumbnail Ski Bini Toilet. Ok. Để xem cho nó có đánh nhau nha. Titan TV Man thì chỉ nổ tùm lum ở giữa. Con này thì như kiểu là cánh rơi. Còn mình thì... Ê nhưng mà đúng nha. Kiểu cảm giác... AI nó hiểu được là với một người mà đang có làm cái khuôn mặt như vậy thì chắc chắn là sẽ phải tiếp tục như này đúng không? Sẽ phải kiểu mặt hoảng hốt liên tục như này. Cái thumbnail mà YouTuber số 1 Việt Nam. Đâu, để xem nào. Ê, hơi ghê nha, cái hơi ghê nha. Đến tiếp theo nào. Đâu, để xem nào. Để xem bây giờ dùng chính AI để làm video từ cái thumbnail này nó ra cái gì nào. Đầu tiên là thằng này nó biết là hai con này kinh dị, đây là thằng Sơn Đủ tiến luôn. Sau đó dịch ai làm thế này. Who did this? Ghê chưa? Sau đó hai thằng khứa này. Ê, thằng kia đâu nhỉ? Tao không biết đâu, tao muốn đánh nó quá mà nó mới tức thật chứ. Đấy, cái đấy. Cái này là hai cái phim bất tử đi mua ký sinh trùng ở trên dark web. Đâu. Ôi trời ơi. Ê, cái này mình cần nó là một tính năng ở trên YouTube nha. Cái thumbnail này quá tuyệt vời. Nó thể hiện đúng những gì mà mình thể hiện ở trong video luôn. Hả? Xong rồi con ký sinh trùng nó uốn ao uốn éo. Hai này thì hả? Là sao? Tiếp theo là reaction Sonic Tapes. Nào. Không dịch được từ tiếng Việt này nhưng mà mình bị lên cơn co giật khi thấy con quái vật. Cái đỉnh cao kìa. Nó làm cái mồm con Sonic kìa. Và cái mũi tên nha, các để ý đi. Mũi tên nó trông từ mũi tên 2D nó như kiểu là một mũi tên thật ở đó. Và con Sonic nó đang ăn cái mũi tên. Ui. Rồi, đó là một số những cái thumbnail tiêu biểu ở với cái sân đồ. Còn giờ thì qua thumbnail Sudden đi. Bây giờ qua thumbnail game đi. Xem là nó có AI, nó có làm được VIP Pro không nha. Đây là thumbnail của cái video mình nâng cấp củ khoai tây đầu bếp. Ê. Ôi trời ơi. Thật sự là buồn cười đến vậy hả mày? À, có buồn cười đến vậy không? Giống như kiểu là đây là ông đầu bếp. Ông đầu bếp cũng đang cười nha. Như kiểu là ông ấy vừa nấu ăn vừa kể chuyện cười. Sau đó mình ngày người thực khách, người khách hàng đi ăn đó, kiểu buồn cười quá. Tiếp theo là vẫn là cái mặt há mồm hoảng hốt này của mình, nhưng mà được xoay lại, không phải nhìn từ phải từ trái qua phải mà là nhìn từ phải qua trái. Ok, ở đây chúng ta có bà mẹ, đứa con và ông bố ở trong trò chơi Best Parenting. À, để xem được nhau nha. Ủa? Ê. Tại sao là hoảng sợ thì phải lấy tay gãi vậy? Liên quan. Thumbnail tiếp theo là cái thumbnail của game Spunky. Đây, cái này là có đến hai cái mặt của mình nha. Và hai bên đều là cũng có những cái nhân vật đang có những cái biểu cảm khác nhau. Để xem cái AI nó sẽ biến đổi thumbnail này như nào nào. Trò chơi âm phủ. Ok. Ui. What? Mà đỉnh cao.
Wow, chưa? Vãi cả đạn ạ. Nó làm được một nửa mặt còn lại của mình luôn. Nó lấy cái mặt bên phải của mình, nó in sang tương tự bên trái để mình kiểu tao cút đây, nhưng mà bên phải mới là vấn đề này. Nửa bên trái mặt quỷ của mình á, mắt đỏ lòi ra. Rồi bọn này, bọn nó nói hay rồi à. Con mắt nó di chuyển. Vãi cả đạn. Quá đỉnh cao. Trời ơi. Ở từ đấy đến giờ là mình để cho con AI này nó làm hết tất cả mọi thứ mà mình không có gõ vào yêu cầu nó làm gì. Thì bây giờ mình sẽ dùng lại cái thumbnail Sonic Tape mà mình đã gõ vào, đó chính là con quái vật màu xanh ăn đầu của người. Đó, để xem là con Sonic này có ăn đầu mình không. Đó, xem nào. Holy shit. Rồi, vậy là chắc chắn sẽ phải có một tập sau. Mình lại một lần nữa biến đổi tất cả những cái hình thumbnail trên kênh YouTube của mình. Nhưng phải có những cái yêu cầu vô cùng là ảo ma, kinh dị hay thậm chí là điên rồ như thế này. Thì nếu các bạn muốn được xem tập sau nhanh nhất, hãy bấm like cho video này. Nếu video này được đạt trên 4.000 like thì mình sẽ làm tiếp tập thứ hai biến đổi thumbnail trên kênh của mình thành video bằng AI. Khi nào có mình sẽ để lên đây luôn để các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nha. Còn trong lúc chờ đợi thì video này sẽ là diễn biến khi mình đối mặt với chính phiên bản AI của mình. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.